Ok, lên em. Nay chơi thử con game mới. Con game dạng Tower Defense có tên là Hold the Door. Game này thì sẽ ra mắt vào cuối năm nay, Q4. Thì tính ra là trong vòng 2 tháng tới thôi, 11 hoặc 12 thôi. Theo dự kiến nếu không có gì delay. Hiện tại đang có bản demo, anh em có thể tải về chơi được. Game này thì hôm trước tôi bấm vô rồi, tính chơi mà treo máy quên. Xong rồi chưa có quay video hết, hôm nay thì chờ đợi từ đầu. Coi thử game nó ra làm sao. Anh em nào xem game of Thrones thì chắc sẽ biết cái câu mà nổi tiếng, vừa là cái câu mà nghi vấn luôn, vừa là cái câu hành động, lại vừa là cái tên nhân vật rất là đặc biệt trong game of Thrones từ đó. Đó. Anh em nào chưa xem phim thì chắc không biết cái vụ này đâu. Còn anh em nào xem phim rồi thì đến lúc cuối mới ngộ ra tại sao lại có tên là Hondo Hondo suốt ngày. Một trong những siêu phẩm rất đáng xem nha, game of Thrones. Thì không biết con game này nó có ý nghĩa gì cái đó, thì đơn giản chỉ là thủ thành thôi. Rồi đây vô chơi thôi. Sao nó mở màn hình bên đây đó, đổi tấm hình là đẹp đẹp ấy. Đây chúng ta đi vô game. Rất nhiều phím tắt luôn nha. Thì biết cơ bản là đúp HD thôi. Mấy cái bui này thì 3G là chắc chốt chặn đó. Cái này súng trường, Tesla coi thì chắc là súng điện này. Cái này là máy chém. Còn cái này là năng lượng gì đó, súng ngắm. Rồi, ok. Đây. Chúng ta có bốn cái tutorial. 5 quay, một bao. Bao thì chắc cái lỗ để con quái chui lên á. Giống con mà mod factory thì có cái lỗ đi quái chui lên. Con này không biết có khai thác tài nguyên gì không. Chúng ta có một cái 3G là chốt chặn, bốn cái trụ, còn bên đây là bốn cái gì đó. Khi nhấn button thì nhấn lúc này để bắt đầu cái quay đầu tiên. Ê, ê, ê. Quái nó đi tính queo vậy. Cái này sẽ cho mình thêm một số cái tài nguyên sau mỗi rau. Vàng mỗi rau là 25. Cái này là trụ băng, còn cái này là cái trụ boost. Nó sẽ boost trong cái phạm vi đó lên 5-700 đam gì đó. Theo vừa đọc hiểu là gì. Quái rồi, sẽ trụ ra đi. Có ba quay là vậy là hồi vốn chứ đâu có lãi lợi là lãi gì nhiêu đâu. Thử trụ này trụ này trụ bút, trụ này trụ làm chậm nè. Ý. Trong mỗi trụ lại có cái nâng cấp nữa. Mém nữa là xong rồi. Trong mỗi trụ lại có cái nâng cấp. Ủa xây đây cũng được. Vậy là cái này nó có trục cản hả? Tôi tính để quái nó đi thẳng lên đường nữa, nên giờ chắc cho nó rẽ ngang thôi. Xong rồi, xong rồi. Nên cái trụ này là gấp đôi đam luôn. Này thì nó đánh nhanh hơn, chắc nó làm chậm nhanh hơn. Gì đây? Chỉnh đến bút máu nữa. À. Quái nó đi thẳng vào người luôn. Thua không?
máu nó 40.000 lận, nó còn hồi máu trên đường đi nữa chứ. Thôi bữa đâu thắng rồi nè. Ta chơi qua mức trễ mát quay luôn đi. Một hai ba, một hai ba, một hai ba, một hai ba. Mấy đầu đấy quái nó sẽ đi qua đây, tí nữa đặt cái vụ băng ở đây. Ok, ê ê ê ê xây thêm cái trụ đầu nữa mới được. Không, không sao, không sao. Những đồ này. Ý vô ấy bay nữa kìa. Và dấn thủ được không sao, vừa đủ. Bây giờ tôi tập trung nâng mấy cái trụ lên. Nâng cái trụ băng trước. Rồi tí nữa mình tập trung mình nâng máy đào được. Rồi, sống ở trên này. Không thủ được, thủ được. Ai sao bắn đâu mất máu. À không mất máu luôn kìa. Ây da, ây da, ây da, ây da. Tôi sẽ tiếp máy đầu thôi. Ủa, cái máy đầu này mình nâng được nó mà.
nâng mát cái này lên mới được. Cái máy cưa này rất là lợi hại nè. Mình sẽ xây thêm một cái máy cưa ở đây nữa, nối dài qua đây luôn. Lông chịu băng ra. Đó, mở hai ô là nó ra vừa hết cái tiếng đường đi con này luôn. Chuyển sổng ta. À. Tập trung làm kinh tế đó. À đúng rồi, xây cái chủ bút nữa. Con này nó hồi máu kinh quá. Đi con quỷ hồi máu kìa. Để đi qua đây chả mất miếng máu rồi luôn. Con thôi à. Nâng súng lên, nâng súng lên. Bắn nó chả giật máu bằng nó hồi máu luôn. Con này chắc giết được nó. Mấy quái đông đông như thế này thì mình lùa khá là nhanh á. Chỉ có mấy con hồi máu này mình càng đập chậm thì càng lỗ hơn.
12 quay, trung bình khoảng 5 quay thì mình xây mấy cái này nó vẫn lời. Nếu thủ được thì sẽ tập trung vô kinh tế đó. Tên chủ hoàng kim luôn, súng hoàng kim. Năm quay nữa thì mới xây nó vẫn lỗ thôi. Tập trung nâng quốc phòng đó. B chết xong nó sống lại kìa. Này bắn sao ta? Ô, bắn phát chết còn. Bắn nó. 14 cả đám. Coi cái trụ này để đánh boss rồi. Ba quay nữa boss ra. Mình sẽ tập trung xây cái trụ này lại.
nghĩ đây nó hơi lỗ ngô phí lắm. Thôi không xây đâu. Quay sau rồi có boss rồi. Cái trụ băng này chưa nâng nữa nè, trụ này cũng rất là quan trọng nè. Cái trụ này mát rồi, cái trụ này cũng mát luôn rồi, vậy xây thêm trụ mới thôi. Xây thử cái trụ Tesla này ha. Mấy trụ này gì chắc win nhẹ nhàng thôi, mặc dù khúc đầu hơi khó khăn tí. Boss rồi, boss này mấy trụ mà neighbor nó bắn được thì tầm vô đây, tầm vô này hôm nay. Rồi win nhẹ nhàng luôn. Cái này nó qua mức medium hay trung bình gì chưa ta? Này quái nó sẽ đi. Game mình sẽ đẩy quái nó qua bên đây. Tập trung xây vô cái vùng này. Quái nó đi vòng để xuống đây. Đi vòng lên đây. Tí nữa bắt đầu ok. Mới quay đầu tập trung làm kinh tế đã. Ê, 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 nó đi nhanh quá. Em mờ em mờ. Ở đây còn cái lỗ nữa đâu. Cái lỗ này thì để bơ đi. Không, này bơ ở đây xây sai rồi. Súng thôi. Đây thì lưới cưa. Lưới cưa đặt đây á. Đây làm chậm. Ủa? Bên đây không có đường hả? À cái cây này nó dưới.
sẽ phải cái trụ này là những trụ băng. Trụ này rất quan trọng nên bán trước. Boss này sao nó mạnh quá vậy ta? Ý, nâng cái này sai rồi. Chắc sống rồi. Nên đi tới đây mà còn đỡ máu rồi. Lại còn chơi hồi máu nữa, kệ bỏ đi, sống không sao. Nhưng để chuyển hai cái này thành trụ súng luôn á. Tiếp theo là cái trụ lên. Tập trung nâng đam hai cái máy xay này rồi xây bắt đầu phạm tiền rồi đó. Chưa kịp. Thank you.
Con này nó bất tử à? Ở chết rồi. Tạm thêm tí tiền nữa cho chắc. Chậm gì đó. Cái này không hai vàng mỗi 9 giây thì 25 × 9 là khoảng 4 phút nó mới lời cái à, không đủ đâu, không lãi đâu. Bốn phút mới cái là không lãi nhiều hết. Chị này chưa nâng á. Xây neighbor ra để còn bắn boss. Chiếu nó Bây giờ nhẹ nhàng chờ chiến thắng thôi.
hồi báo kinh phết đó nhé. Rồi thông thả đi. Xong mỗi quay là cái tiếng máy đào này anh em nên làm lại, đừng có để nó dồn nhiều quá, chỉ nên xây một hai lần phát ra cái tiếng cho người ta biết là đúng, chứ để nổ bùm 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 nghe chối tai phết. Nãy giờ nó hiện một đống hình tụ luôn á, mà tại tôi không có mở overlay nên nó không có hiện. Chắc ăn xài thêm vài cái băng bó. Game này không có phao giữa chừng nha, bấm cái nút này là quái nó tua nhanh ra đó. Thành ra anh em không có thời gian để lên kế hoạch xây đường gì đâu. Với lại mà biết xây xong bán á thì nó lỗ tiền, nhưng mà cho cái thời gian xây xong bán nó khoảng vài giây chứ. Giống như mình xây nhầm một cái đồ giống như thế này, xong rồi bán cái là lỗ liền 30%. Nhưng mà phải cho người ta thời gian bán 5-10 giây người ta suy nghĩ, nhiều khi bấm bậy rồi đúng không ạ. Già chống gậy đi giữa đàn xuống đạn nữa. Xong chúng ta qua cái độ khó trung bình coi thử nó làm sao. Map size là không có lớn hả ta, trung bình thì coi bộ khó nhai à. Trời trời trời, quái đi thẳng vô luôn. Chỉ có ép nó đi qua bên khung này thôi.
sẽ đạt được rồi. Quay thì sẽ cố gắng tạo ra một cái máy đầu. Không rồi. Ai. Mày bắn mày trên gì? Con này nó không mất máu luôn ạ. Bắn hụt hết luôn ạ. Đi đỉnh như vùi luôn vậy. Chạy trụ băng dưới đây mới đúng. Giờ để nổ đi. Chỗ bắn máy này không thấm tí nào luôn đó. Cảm giác nó không mất máu luôn á. Là mấy cái trụ của mình đeo vào mặt nó nhiều quá.
nâng cái này lên nó mới bắn được. Bây giờ chúng ta tập trung làm kinh tế. Coi năng mấy cái này nó có lợi lộc gì không ta. Trời, con này nó chơi đẻ quái rồi nó kìa. Mà sao không ai bắn nó chết người ta. À, Negromancer đây. Đây Negromancer. Nâng mát cái trụ băng này đó. À, cái trụ bút này cũng phải nâng nữa. Trụ bút này rất quan trọng. Xây thêm trụ bút nữa đây. Hai trụ bút với nhau thì tôi không biết nó có cộng dồn không. Hình như không rồi. Trước giao 15 thì cứ làm kinh tế đó. Hai cái nữa. Nó ra tới còn một mắt thì luôn. Chạy thủ được không chạy? Xây đấy, xây đấy. Mấy chủ trắng cứ cho lên vàng hết cái đó. Thank you.
Giờ làm gì nữa giờ? Giờ 4 cái. Sẽ đi. Xây thử cái chỗ mới nè. Vấn đề là quái nó có đi được tới đây để cái trụ này nó giật không đó. Mấy trụ này không kịp thể hiện luôn rồi. Mình tua qua thì cái đống này nó mới lên tiền đúng như số rồi. Không à, nó vẫn cộng hay gì thôi. Nên anh em đừng có bấm vô cái nút này trong lúc mà nâng cấp cái này nha. Khi anh em nâng cái này, anh em bấm cái này là nó tua qua luôn. Lỗ mấy chục giây là mấy chục đồng á. Theo tôi thấy thì cái vụ điện Tesla này có càng vẻ khá là phế. Nó dẫn đến lan nhưng mà không lan mà ngon bằng cái lưỡi cưa này. Tiền bọng gì mát ra chưa này. Ở đóng băng nguyên bài quái không kìa. Cái chủ băng là cái chủ ngon nhất. Con Negromancer này chết queo luôn rồi. Có boss chết trước mấy anh đệ nữa.
coi. Ok, độ khó trung bình thì nó vẫn là trung bình thì. Bây giờ qua thử độ khó này à. 3 lỗ à. Thôi chơi 2 lỗ cho quen cái đó. Nếu như số lỗ nhiều quá thì chúng ta có hai cách. Thứ nhất là gom mấy cái lỗ này lại chung một hướng đi hết. Còn cái cách thứ hai á là xây tập trung ngay trước cái cổng. Đó là hai cái đường ván nó đi chung cổng với nhau rồi. Mà quay đầu như thế này tôi không biết có nên đầu tư muối phay không. Ok, quay đầu coi như tạm ổn. Rồi sống rồi. Sống nặng luôn á. Đợi. Lắp cục nữa ở đây hoặc là ở đây cũng được. Sống dữ ta.
còn hơn nãy nữa. No hấp gì ạ? Còn quá. Khả năng là mình chả thể nào xây được cái máy đào mà luôn rồi đó. Liều luôn xây cái máy đào đầu tiên. Khó phết nha. Không được. Hai lỗ thôi, hai lỗ thôi. Chơi hai lỗ gì sao không chơi? Hai lỗ mà phải gần gần với nhau á.
sẽ thảm thử mấy quay đầu con sau cái đầu. Vậy tôi sẽ bắt nó leo lên đây, đi thẳng ngược lên đây. Cho nó nhập ở đây đi, để bắt đầu mình vẽ cái đường từ đây ra. Sống nhiều quá. Thôi nó có này thì bó tay rồi, nó khó quá độ luôn. Còn 5 máu à, xây máy đào không ta? Giờ tới Dracula luôn kìa. Vẫn sống vô phương rồi. Hai con demon con nào cũng khủng khiếp hết vậy. À cho mi đơm mà hai cổng thôi. Quy động mà to thế này. Ừ,
đổi map đi. Map gì xong chơi? Sẽ tập trung hết vô đây hả? Không được, như thế này thì hai quái nó đi vô cùng lúc rất là khó bắn à. Sao tập trung làm kinh tế được đó chưa ở cái chỗ tăng quá rồi. Trời ơi, giết con sao cũng được nữa.
cho nó đi dọc xuống dưới. Chết rồi, sao đi nhanh vậy? Medium thì còn chơi được, vấn đề là cái ha thì lúc đầu nó khó quá, tiện nó nhảy đảo. Giờ tiền nhiều quá hết biết làm cái gì rồi.
cái chủ neighbor mình mới xây thôi. Rồi đây nè. Có đi ra tới đây nằm rồi. Chứ không cần xây gì nữa đâu, giờ cứ thông dong rồi coi thôi. Bằng tiền nó hơi kỳ ha. Mình làm còn quay sau quay cuối, không biết nó nên xây hay làm cái gì nữa. Để tốc độ một ít thôi, coi thử ơi quái nó ra sao, đừng chịu vàng luôn mày. Này sao nó nhỏ vậy ta? Đâu boss đâu? Trời, cái thích kinh dị đâu đây? Nó đâu? Chết, chết quen boss rồi chưa thấy mặt nữa. Quái nó không qua được cái chỗ này. Rồi, đêm này thì vấn đề đầu tiên tiên quyết nhất thì vẫn là yếu tố cân bằng thôi. Bức A thì quá khó, bức A này quá khó, thậm chí hai lỗ hay ba lỗ. Cái thứ hai nữa là cái ship này, biết là nó random do mấy cái bản đồ nhìn rất là thú vị đó, nhưng mà tuy nhiên thì một số cái bản đồ thì hai cái lỗ nó lại cách xa quá gần.
khiến cho cái này đúng là hên xui luôn. Cái thứ ba là yếu tố cân bằng, như cái bạn nãy vừa chơi dư gần 1 triệu vàng thì đây chưa phải là phiên bản đầy đủ, nên chắc dev sẽ có những cái phương hướng cải thiện thêm nhiều. Rồi ok anh em, hôm nào thì sẽ chơi tiếp tục game này khi ra mắt chính thức. Game cũng là khá là ổn với cái danh mà Thủ Thành Tower Defense.